Sau thời gian im hơi lặng tiếng là hôm nay là mình sẽ làm cái vlog mới về cái cửa hàng mới của mình ở Gò Vấp, chuyển từ cửa hàng Hồng Yến Kiệm về Gò Vấp rồi. Đây là xe mới màu mới đời 2019. Đây là xe cũ, nó xe cũ giá từ 25 đến 27 triệu, còn xe mới thì hiện tại là nó khoảng 34 triệu 9. Đây là những xe mới TLT, tổng cộng là khoảng gần 20 chiếc. Ta sao nha, 302S, GFS đó, rồi phụ tùng, phụ tùng đầy đủ, dàn vỏ tất cả các màu, chính hãng TLT luôn đó, không thiếu cái gì. Còn của GFS, phụ tùng của Fenari, tất cả các dòng, phụ tùng tất cả cảm biến, nhớt lọc này nọ, máy, cái máy để chạy test lỗi của xe TNT 302251, piston nhiều lắm, máy này chạy rất là nhiều máy, rất là nhiều xe, mà đa số là Benelli với piston là nhiều. Còn nói chung là bây giờ là mở rộng ra là rất là nhiều thứ, ví dụ như là những nước phụ tùng kèm theo bộ độ là có sẵn luôn, về chỉ ráp vô thôi, không có chế cháo gì đó, ráp vô là 100% là vừa đó, tem luôn nhiều. Là bảo hành là ở đây là mình nhận bảo hành chính hãng luôn đó, thay vì phải chạy một hôm một năm bảo hành thì ở đây mình có bảo hành luôn, bảo hành trực tiếp luôn, sửa chữa hầu như tất cả các lỗi của Benelli là đều đã được fix hết trơn rồi, đều có cách chữa trị hết á đó. Đó, cái này là những cái mẫu xe màu mới, đỏ mới đó, xanh mới, xám mới đó. Đó, còn con màu cam mới là ở trong đây, đẹp. Đây là một màu cam mới, cam mới, đây là màu đen zin, xe mới. Còn mấy chiếc trong đây là chưa có chân ra, xe khách gửi làm, nói là xe khách gửi làm hơi nhiều, độ thì cũng nhiều. Con này thì của khách gửi độ lên 155cc mà vẫn giữ độ lên, nhưng mà vẫn giữ nguyên bộ phun xăng điện tử, không có chế cháo, không có bỏ phun xăng điện tử mà xuống mình xăng con như mấy anh kia là hầm thùng đó. Đó, này là đang chỉnh ECU, chỉnh lại theo cái chỉnh ECU theo bô xăng lửa, theo cái lồng trái mới đó, khỏi cần chế lọc gió, khỏi cần gì luôn, ECU nó điều khiển hết, mạnh lắm, dạ mang lắm. Con này cuối cùng khách lấy hoàn toàn tất cả những đồ chơi đồ độ bây giờ là plug and play hết, có nghĩa là tháo gắn rất là dễ, khỏi cần chế cháo, khỏi cần ở xa tới mua gửi ra, chỉ cần gắn vô thôi. Như là mấy cái di động này là mình tự sản xuất, tự thiết kế, tự sản xuất luôn, tự để marking luôn đó. Mấy cái đó là coi như là gắn vừa TNT 125 đó, khỏi chế cháo gì hết, khỏi phan đục lỗ, khỏi làm bát gì hết á, như là muốn vô là chính. Hai ba xe là thì ngoài độ máy, sửa lỗi, thay thế phụ tùng, bảo hành, cắt cửa là mở thêm mấy cái dịch vụ như là bảo dưỡng xe, có bảo dưỡng xe rồi, và đang tính mở thêm cái rửa xe mà già rửa bằng dung dịch luôn á, là nó bóng loáng luôn, đẹp luôn, tất nhiên giá sẽ rẻ hơn, khoảng chừng 100.000, 150.000 để hơn tiếng kia, lao từ trong ra ngoài luôn, ví dụ vậy đó thì sẽ đẹp hơn. Còn nhiều bạn nói là xe này là xe Trung Quốc, mấy cái xe này xe Trung Quốc chạy nó mạnh không, thì mình nói là tính về dòng mini bike chưa chắc con nào qua được TNT đâu đó. Thứ nhất đó là lỗi, là tại sao xe nào cũng có lỗi, quan trọng là cái người sử dụng người ta bảo dưỡng kỹ hay không thôi. Có những ở đây là tuần cuối tuần
đội xe qua rất là đông. Thì tại sao có thể là có người một tuần qua, có người thì hai ba tuần không qua một lần, có người cả tháng mới qua, nhưng mà sao xe nó ít lỗi? Tại sao ta bảo dưỡng rất là kỹ, ta chú ý đến những cái ta chạy, ta canh nhớt, canh km để mà thay nhớt đúng đó, rồi không có nẹt máy, không có rà khô, không có vậy, như là kiểu không có chạy kiểu ẩu á đó, thì xe nó rất là kỹ. Và máy móc thì cũng không có gì để bàn. Xe nếu mà bạn nói mà máy đứng mà nó kêu á, thì tất nhiên là xe máy đứng nó cũng kêu hết đó. Những cái xe mà máy đứng mà nó không kêu là đúng rồi, tại vì bây giờ là nó có cái dàn vỏ bọc xung quanh cái máy thì mình sẽ không nghe được. Nhưng mà cái này là neck bay, như bạn thấy là cái máy nó lòi ra ngoài, thì tất nhiên bạn sẽ nghe rất là rõ những cái tiếng đó. Đó, nhưng mà quan trọng là nó kêu đúng cái tiếng máy đó, nó không kêu những cái tiếng lạ. Đó, không ảnh hưởng gì. Mà xe mới đô đai thì nó kêu một vài lần. Vấn đề mà bảo dưỡng, nếu mà đời xe bền hay không á, nói chung của bền tại người, cái nào cũng vậy, là mình bảo dưỡng xe kỹ là nó bền. Bảo dưỡng không có nhiều á, bảo dưỡng mấy chỗ khác mình không cần biết giá bao nhiêu, nhưng mà chỗ mình là bảo dưỡng từ kim phun cảm biến là nó cháy luôn, 150.000, sửa heo dầu hư của TDT, sửa trước sau 50.000, ben thắng này nọ, lấy áp suất dầu này nọ, rửa sơn rửa xe luôn có 80.000, lau chùi bằng dung dịch bóng là từ trong ra ngoài, từ lốc máy đến đít luôn là khoảng 180 cỡ đó. Thì rất là nhiều, cái xe này là ra đời từ tháng 3 năm 2017 rồi, và đến bây giờ nhiều bạn đã đang sở hữu xe cũng chẳng hư hại gì cả. Tùy vào cái điều kiện chạy, thứ nhất điều kiện chạy là cái điều kiện giữ gìn cái xe thì nó mới có gặp lỗi. Mà mấy cái lỗi cũng sơ đẳng á, ví dụ như chén cổ bị cứng là tại sao chạy nguyên năm trời không có bảo dưỡng chén cổ thì nó cứng là đúng. Cái thứ hai đó là 4 tháng bị kẹt, đường Việt Nam thì chạy nó dơ quá, cát đất vô nhiều thì nó hay lâu phải bảo dưỡng, chúng ta nó bị kẹt bốn tháng kẹt bên thắng này nọ đó. Còn lại là con xe này nó rất là cứng, cực kỳ cứng, té lộn đụng ngã gì tùm lum vô á, chỉ có chạy bên ngoài thôi đó. Còn ai mà khung sườn mà tét á thì không có chuyện đó. Thì cũng có một trường hợp là bị tét khung sườn thôi, là chạy đi nhậu về chạy cỡ 80 mấy km/h á, đụng vô cây bạch đàn thì mới bị tét khung sườn đầu có chút xíu là phải thay đó, cái đó là lắm rồi. Còn mấy trường hợp khác á, thì té ngã lộn xe luôn á, khung sườn cũng chả bị gì. Còn nói về phụ tùng, bạn mua xe bạn sợ là phụ tùng mắc hơn hẳn cái hãng chém này nọ, hay là không có đủ phụ tùng, thì mình xin nói là ở đây mình có tất cả, từ khung sườn, lốp máy, từ tất cả phụ tùng từ đầu đến đít, từ cái kính cho đến con ốc luôn là có đầy đủ hết đó. Còn đồ chơi thì có đầy đủ luôn rồi, tất cả các màu cho lựa chọn, muốn đồ chơi nào cũng có, mà đồ chơi của nó luôn, ráp vô một phát một là của nó luôn đó, không có thay đổi gì hết. Thì cái đợt mua xe mới này thì xe riêng xe TNT 125 á, thì có những thay đổi như sau, là giá là 34.900 hiện tại, tặng một nón bảo hiểm tự chọn. Đó, này là kiểu full face nhưng mà không có càm đó, kiểu full face ha, như là không có càm, hoặc là một lần thay nhớt lọc Rodai miễn phí đó. Rồi 302 á, thì 302 hiện tại giá ngoài là cũng khoảng 115.900, thì ở đây mình bán là 115 và tặng thêm cặp tay của thắng CNC đó, TNT cũng có đầy. TNT thì bây giờ là khoảng 5 ngày là khoảng 3, có khi 3 ngày, có khi 5 ngày là có giấy rồi, lẹ lắm, biển số luôn. Xe mới thì mấy bạn trả góp được, muốn mua trả góp thì để lại số điện thoại để bên mình liên kết với lại HD Sài Son, mình trả góp HD Sài Son, người ta sẽ gọi cho bạn để công bố cái mức trả góp hàng tháng, với lại cái số tiền đóng là 14 triệu, chỉ cần đóng 14 triệu là hồ sơ trả góp là lấy xe về đó.
là còn 302 đó thì cao hơn. 302 trả góp cũng có, nhưng mà 302 trả góp phải có chứng minh thu nhập. Còn những cái xe nhỏ BRT này á, thì không cần chứng minh thu nhập. Bạn cần trên 19 tuổi á, là có chứng minh thư, có chứng minh thư hộ khẩu hoặc là bằng lái là mua trả góp được rồi. Đó, ở đây là mình bảo hành chính hãng luôn. 12 tháng hoặc là 12.000 km đối với xe nhỏ. 24 tháng hoặc là 12.000 km đối với xe lớn. Sắp sửa thì tới cũng còn vài mẫu Bentley mới nữa sắp về cuối tháng nữa. Mấy bữa gà mình được mấy bạn là hỏi là có dịch vụ sơn xe không? Là có, đầy đủ hết. Muốn sơn màu gì cũng có, muốn sơn màu thay đổi cũng có. Muốn sơn mà cái góc này mình nhìn thấy màu khác, nhưng mà cái góc vàng vỏ kia mình nghiêng đầu qua mình lại thấy nó màu khác cũng có luôn. Sơn mâm, sơn sườn làm hết. Đó, sửa từ hư lỗi mặt, sửa từ đụng té ngã làm hết. Đó, tại đồ cũng đầy đủ mà đâu có đâu sợ. Đó. Còn cái vấn đề mà gói mà nâng cấp xe thì mình cũng có chia nhiều gói level, từ level 1 đến level 3 là nâng cấp xe bình thường, là tự như nồi, ECU này nọ. Đó. Thì nói sẵn các bạn luôn là chỉ có bên mình là hiện tại là làm ECU được thôi, được cho TNT. Nó là IC hồi xưa, như cái bài vlog hôm bữa mình có nói đến rồi. Đó là chỉnh được ECU, ECU điều khiển nguyên cái xe mà, miễn xăng gió lửa đầy đủ. Đó, rồi những đồ nâng cấp xe mạnh hơn, đầm hơn, êm hơn, chạy tốt hơn, bền hơn là đều có hết. Mà giá cả hợp lý hơn, tại mình nói trước luôn là cái này nhà mình ở, mình ở trên lầu. Thì mình không có chịu tiền giết mặt bằng, tất nhiên là giá cả sẽ rẻ hơn, được hơn. Rồi thường thường là thứ bảy hoặc chủ nhật á, là có những gói khuyến mãi, như là tới bảo dưỡng xe thì được khuyến mãi thêm rửa xe, hay là bảo dưỡng xe rồi rửa sơn thì được khuyến mãi thêm rửa xe và chùi sạch cái xe luôn bằng dung dịch. Dung dịch gì nó cũng bóng loáng, chống bám bụi á. Là ngoài Bentley ra thì ở đây mình còn làm xe Bridgestone nữa. Bridgestone mình cũng làm lai rai cũng không nhiều, đa số là BRT 125. Nếu mà bạn có yêu thích xe này á, bạn cứ qua ngay chỗ này là bạn bấm lên Google Maps, bạn bấm cái chữ ghi up Bentley bypass, là mình có ghi trong cái phần ghi chú của cái clip YouTube này, là nó sẽ, bạn bấm lên Google Maps là nó sẽ chỉ trực tiếp đến đây luôn, 31 đường số 3 khu dân cư Cityland, phường 10 Gò Vấp. Là lúc tới là thấy hai cái vụ, thấy cái bọc, thấy cái cờ Bentley đó là biết đó. Rồi bạn muốn thử xe có luôn, cho thử xe luôn. Bạn muốn coi xe, test xe, muốn test xe cũ hay là thử coi xe mới có luôn đó. Nếu yêu thích mà sợ thì cứ qua đây, cuối tuần cứ qua đây là có đầy đủ rồi. Hết.